Em chào các bác nhá, đã trở lại kênh. Hôm nay em xin review con máy này là Suzuka nhé. Con này đời mới. Được cái là nước sơn rất là đẹp, cho nên là em xin review cho bác xem. Suzuka nhá, con này là thuộc loại đầu vuông nhá. Đấy thì bác nào thường chơi máy phay thì sẽ biết là máy đầu vuông nó hoạt động như thế nào. Thì hôm nay em xin review. Thì hôm nay thì có anh kỹ thuật Khang là sẽ hỗ trợ em chạy máy. Đấy thì hôm nay em sẽ bắt đầu chạy nhá, để cho các bác xem. Thì trước khi vào chạy thì em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem nhá, là từng món một, rồi em sẽ soi cho các bác xem. Đây, trước hết là bàn 280 nhá, 280. Đấy, 1m1, từ 1m1 giữ nguyên. Rồi 1m1. Rồi đo cái hành trình. Cái hành trình này á, là được 8 tấc rưỡi nha các bác ha. Rồi 850. Máy nào cũng thế, yên tâm. Máy này 850. Rồi cái hành trình này á, được cái con này là băng bằng thép nha các bác ha. Đây, Suzuka đầu vuông là băng bằng thép nha các bác ha. Nên là xài rất là bền. Đấy. Còn tu xích đây ha. Đẹp. Đẹp luôn. Còn về phần máng trượt và băng trượt con này thì khỏi chê rồi đây. Nghĩa là nó mới xì cáo từ trên xuống dưới luôn. Đấy, nghĩa là nó còn cái băng vẩy cá từ trên dưới này. Cái băng này là mới mới á. Nghĩa là mới sản xuất ra là như thế này. Nghĩa là ở trên cao này thì người ta chưa chạy tới này. Nhưng mà chủ yếu là chạy phía phần dưới này này. Phần dưới này là người ta chạy rồi này mà nó vẫn còn sáng như này là ok. Đây, chỗ này chạy rồi là còn sáng này. Thì tức là từ cái độ này lên đến đây là người ta chưa chạy, là phần tít trên này. Đấy, nhưng mà ở đây là người ta chạy rồi mà nó còn sáng như vậy là rất là tốt. Đây. Đây là phần nước sơn ở dưới gầm và tủ điện nhá. Còn đây là vạch tu xích nhá, để quay ngang độ ha. Quay bẻ độ con này. Phay cho nó những cái sản phẩm ở xa. Rồi con này là mở nêm băng nhá. Con này mở nêm băng ra. Con này là quay cái đầu này để chạy tụt đầu tới, tụt đầu lui ha. Con đầu tới luôn. Con này là mở cốt xoay ha. Mở cái này. Mở cái này ra thì cái này là xoay nhá. L bây giờ là xoay độ này. Các bác ha. Đấy thì đầu phay ở đây á là một cái là chạy motor bơm nước nha. Cái này là chạy số 1 và số 2. Đảo chiều đầu. Đảo chiều đầu ha. Đấy thì ở đây con này nó có tự động nữa, tự động bàn Z luôn. Đấy, rời cứ lên xuống nhanh. Nghĩa là chạy tốc nhanh các bác ha. Đây em mở ra tủ điện sáng láng không? Đẹp chưa? Đẹp sáng bóng luôn ha. Đây hồ sơ giấy tờ để bên này nhá. Trong bọc ni lông. Cũng lâu lâu rồi em mới về được con máy đẹp như vậy. Mà băng máng là vẩy cá nó còn nguyên dưới này luôn. Đó là cũng rất ít đâu ha. Rồi bắt đầu tới các tính năng ở phía trên này. Bây giờ em cũng nói sơ cho bác luôn. Đây. Nghĩa là cái mặt này là số đầu vuông nhá. Đầu vuông là đời mới. Đây là người ta xài này. Trên này là thắng nha. Trên này chữ ô này là thắng này. Đầu phay này. Và số 1. À, khi chạy là cái này là để thắng lại. Cái này là nhập khớp nhông. Nhập khớp nhông nghĩa là H và L, nghĩa là chạy nhanh và chạy chậm ha. H chạy nhanh chạy chậm thì đây. H chạy nhanh, L chạy chậm ha. Mình nói vậy cho đỡ hiểu. Đây, ở đây có hai cấp tốc độ. Tốc độ 1 cấp tốc độ và 2 cấp tốc độ ha, nghĩa là chạy nhanh chạy chậm luôn. Hành trình của con này xuống á, là được 140. Đây, hành trình xuống 140. Cái này là cữ của tự động ha. Anh cần quay cái này đến đâu thì cữ này sẽ đá tới đó, nhờ cái này. Đá đụng cái này là sẽ là cữ tự động ha. Khi bắt đầu chạy thì cái cây này là cây gạt tự động nhá. Muốn ăn tự động là phải gạt cây này nó mới ăn nhá. Còn khi mà nó đá đụng cái là cây này là nó nhả tự động nhá. Cây này ở đây các bác để ý nhá, khi chạy là cây này phải
Các bác nhớ để lỏng ra tí nhá, đừng siết chặt quá, siết chặt quá nó bó cốt này. Nó bó cốt này nhá. Đấy, khi chạy phải để ý cái này phải để lỏng ra. Đấy. Khi nào mình chạy cố định, chạy cố định nghĩa là mình để cố định chết một chỗ thì các bác nên khóa cái này để cho nó không bị rung, để phay những sản phẩm mà đứng chết một chỗ. Còn lúc nào mà bác cần phải chạy tự động đầu của cái này thì phải mở cái này nhá, tại vì nó trượt lên trượt xuống. Các bác lưu ý cái này. À, bắt đầu cái sản phẩm thứ hai, cái này là bước tiến nhá. Cái này bước tiến của cái tay quay lên xuống đầu. À, đây ha. Bên này cũng là bước tiến nhá. Bên này là cái tay quay lên xuống. Khoan chậm. Khoan chậm đúng không? Dạ. À, khoan chậm. Bên này là bước tiến này. Cái này là nhập khớp đầu nhá. Nhập khớp đầu tự động. Rồi, đây. Thì cây này xin thông báo với các bác là đây là có thước quang hai chiều nhá. Rồi để em lấy điện em cắm lên. Yeah. Điện 100V cắm lên. Rồi cho bác xem. Thì ở đây á thì được cái là nước sơn nó rất là đẹp. Nước sơn là đẹp từ A tới Z luôn. Nghĩa là ít khi mà em cũng thấy các con nào nó đẹp như vậy. Thì em xin review cho bác xem luôn. Thì ở đây nhá. Cái này là bơm nước ha. Bên này nhìn nước sơn nó đẹp lắm, nhìn chảy ke luôn. Suzuka nhá các bác ha. Suzuka. Sắp tôi băng cái chai nhớt này nha. Cho anh mượn cái đèn xong rồi này. Em sẽ soi cho bác xem bên này nhá. Đây. Em sẽ soi cho bác xem luôn. Đây là sơn ở dưới gầm nhá các bác ha. Để cho các bác hiểu rõ con máy mà mình cần mua thì nó như thế nào ha. Đấy, nước sơn. Rất đẹp. Đây nhá, kể cả bên này tốc nhanh nhá. Đây là hộp số và tốc nhanh nhá. Sơn gần như chưa chảy miếng nào ha. Hộp số tốc nhanh nhá. Đấy. Rất ít khi mà có con máy đẹp như vậy nên là em cũng muốn là làm cho các bác xem một cái video nào cho đã con mắt. Yeah. Bàn này thì ok rồi, đẹp rồi. Đây, ở đây motor này motor khía nhá, motor tự động bàn motor khía nhá, đẹp nhá. Đấy. Các bác thấy băng này nó còn màu mỡ bò nhá. Màu mỡ bò từ Nhật về nó vẫn còn ha. Rồi, đây em sẽ quay lại cái thước quang nhá. Đây. Thước quang. Rồi. Em đang quay đó. Rồi, đó thấy không? Thước quang nhá. Rồi, thước quang trên. Rồi, quay này, em quay thử nhá. Đó, thước quang trên ha. Ok. Rồi, ngưng lại, ngưng. Rồi, ok, đây. Xong các bác nào reset nè. Về là số lần đầu. Đó, gần như kiểu mình thay thế một cái thước kẹp ấy nhá các bác ha. Đấy, rồi bây giờ rồi thao tác chạy đi em trai. Chạy nó im ru. Và tự động đi em. Tự động. Đây ha. Xuống tự động quá ha. Đây. Đó, nó thò dài xuống ha. Đấy. Thì khi nào á là cái này đó, nó đụng tới cái này là nó sẽ ngưng tự động. Cái đầu nó có đấy, chạy thò dài ra. Để em xem nó đá cứ tự động. Nhìn máy hàng hệ chạy sướng, êm. Ok, đá xong rồi nhá bác ha. Đây, nó đá rồi nè. Đó, thì mình lại phải quay ngược lên nhá. Khi nó đá rồi là quay ngược lên. Thôi, thì bước tiến có nhanh chậm luôn nhá. Đấy, bước tiến nhanh chậm được nhá. Đấy.
đang chạy tốc độ này là tốc độ 1800 nha các bác ha. Rồi để em chạy cho tốc độ chậm nhất cho các bác xem nhá. Tốc độ tạm chậm đi. Bao nhiêu đây? Đang chạy số 1 là 250 ạ. 250 đúng không? Dạ, L1. À, em chạy cho anh số 75 đi. Đây nha, cách đây, đó. Thay số 75 này. Khi thay đổi đường truyền và tốc độ của dây cu loa thì các bác phải mở cái này ra. Đâu, kéo cái này. Kéo này nhá. Rồi, thì mới chạy được các bác. Rồi, bây giờ chạy chế độ 75 được rồi. Ok các bác ha, đây chậm đây. Nghĩa là nó chạy với tốc độ như này thì gần như không nghe tiếng động được. Êm như ru ha. Đây. Tự động ha. Rồi, con này là không cần phải bàn cái gì nữa, rất êm. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá. Nhưng bây giờ em sẽ chạy tự động bàn cho các bác xem. Đây. Nút này là chạy motor đúng không? Nút này là chạy tự động bàn. À. Nút này là chạy được tự động motor bàn. À, xoáy tốc lên xuống. Hai nút đen này là chạy xoáy tốc lên xuống, lên và xuống, xoáy tốc ha. Đấy. Bàn lên rất nhanh nhá. Đây. Đây nhá. À, xuống này. Đó. Đấy, tự động bàn lên và xuống nhá. À, tự động qua lại này. Lại này. Chạy tốc nhanh được cái gì? Đó, chạy tốc nhanh nè. Quá hay, rồi chạy tốc nhanh nè. Ôi, có điện vào chạy sướng quá. Đây, em sẽ soi cho bác xem luôn. Đây. Tốc nhanh đây. Đó, đó chạy tốc nhanh lại đi, ngược lại đi. Đó, ok nhá. Rồi, tốc nhanh ngược lại. Bao sướng luôn. Nó có số để chạy tốc nhanh nữa nha. Nó số chạy nhanh chạy chậm ha. Em chạy dài hết đằng này đi. Dài nữa đi. Dài nữa. Dài nữa luôn. Rồi. Rồi. Đây nhá. Là hết khổ của bàn. Rồi ngưng tự động lại đi. Rồi ngưng tự động lại nhá. Rồi. Em lấy cái rẻ em lau ở băng ở dưới đi cho mấy bác xem. Đó, đây là hết khổ của bàn nhá. Cái hành trình của bàn này là được 8 cái sản phẩm là 850. Đây ha. Đây em sẽ cho các bác kiểm tra luôn. Đẹp chưa? Đấy, có đẹp thì em mới soi cho bác xem nhá. Đấy, băng biết là có đẹp em mới soi cho bác xem ấy. Rất đẹp nhá, không có bị sọc nào hết á. Đẹp cực kỳ luôn. Ok, cảm ơn các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em. Còn bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like, em cảm ơn các bác nhiều. Rồi, cảm ơn anh Thọ Khang nhá. Rồi, cảm ơn các bác.